Bắt đầu vào bài hít đất bọc vỗ vai. Đây là một bài tập cấp độ rất khó dành cho việc tập và xây dựng cùng lúc cơ ngực, cơ vai, cơ tay. Rồi các bạn sẽ hít đất với tư thế bình thường. Khi các bạn hít xuống, các bạn sẽ dùng lực của cơ tay, cơ vai, cơ ngực để bật cơ thể của mình lên. Và khi các bạn bật lên, các bạn sẽ nhanh tay lấy hai tay vỗ vào vai để làm mất lực thăng bằng trên không. Để khi đáp xuống, các bạn sẽ dùng cơ ngực để đỡ lại. Việc tập luyện như thế này sẽ tăng lực tác động lên cơ ngực của các bạn rất lớn. Nhưng hãy lưu ý là với những người mới tập không đủ lực, các bạn sẽ bị đập mặt xuống sàn nhà, nên hãy cẩn thận ở bài tập này. Xuống hít vào, lên thở ra, hãy hít bọt với tốc độ quăng cơ thể lên thật nhanh.